Rồi xin chào tất cả các anh em, chào mừng các anh em tiếp tục quay trở lại với bên xe Trường Thi. Rồi tiếp tục khung giờ quen thuộc 11 giờ và 19 giờ. Bên xe Thi phát sóng giao lưu bên xe cùng với tất cả các anh em. Kính mời các anh em hợp ý thì ủng hộ bên xe Thi. Cho đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi. Rồi tiếp tục giới thiệu với anh em một cây cụm rừng Hải Châu. Cây cụm rừng Hải Châu. Cây này thì người ta chơi thấy rừng. Chỉ cần thì nói chung là cũng phô thôi. Giao lưu giá hữu nghị của anh em, ta nghiên cứu với em về chúng ta có thể làm ra rất là đam mê, chúng ta thích tự tạo tác thì của anh em nghiên cứu sở hữu cái này. Cây nó cũng khá duyên cây, cái cụm rừng cây nó cũng hay nha của anh em, giá giao lưu cũng hữu nghị của anh em nghiên cứu. Rồi cái cụm rừng này thì tổng quanh đo như thế này thì nó là 47 nha, và cái cụm bên đây thì nó còn 22, cụm bên đây thì nó còn 11. Thì cây có cái cụm rừng này cao tính từ mặt chậu lên thì nó tầm khoảng hơn 30, và cái tán của nó thì nó khoảng 40. Chậu này là chậu oval Bắc Tiên, nó có thước 32 và chiều cao chậu là 12. Thì cái cụm rừng này nó cũng khá hay, bữa nay em tương đối là phôi thôi, bữa nay em về chúng ta nghiên cứu, chúng ta tạo tác thì nó cũng khá là đẹp nha, nó có một cái cầu nha, một đế cũng tương đối ok nha, giá cũng hữu nghị, giá hữu nghị của bữa nay em về chúng ta nghiên cứu, chỉ cần thì nói chung là cũng có chỉ cần rồi, bữa nay em về chúng ta tiếp tục hoàn thiện thì một cái cầm rừng hai cho cây cũng hay duyên cây nha. Cây này người ta xây dựng bông tán bài bản thì nó cũng khá đẹp của anh em. Đấy, quá ok luôn nha. Rồi cây này bên sàn thi giao lưu của anh em, giá là 570.000 nha, 570k bao ship. Rồi 570k bao ship nha. Một cây hai châu, một cây hai châu dòng này cũng khá nổi tiếng rồi của anh em. Thì những cái dòng hải châu thì nó ra trái và hoa rất đẹp. Thì trước mắt của anh em là một cây bonsai hàng chân rễ, cây bonsai chân rễ nha. Cây này thì chỉ cần được hai lớp kẽm của anh em, được hai lớp kẽm thì vừa để định hình tổng thể rồi rất ok rồi, để hàng gỗ thuộc nha. Cái cây khá là đẹp. Của anh em xem tổng thể coi. Cây này bonsai một người bên nặng tay nha. Hàng trong rễ, xíu nữa bonsai thì sẽ đo kích thước cho anh em xem. Rất là ok. Rồi. Cái thông số cây thì cái đây là hàng trong rễ nha của anh em. Cho nên là thôi bây giờ đo thẳng đi. Thẳng hoành cái bộ chân đi. Là 76 nha, 76. Và đo cái hoành heo. Và đeo tại vị trí này nó là 27 nha, 27. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới cây ngọn là 38 nha, 38. Và cây có tổng tán là 60, tổng tán 60. Chậu này là chậu chữ nhật me, kích thước là 45. Cây cũng khá là ok của anh em. Cây này nó rất là quái cây nha, cái bộ chân rễ rất là quái cây. Rồi mời của anh em xem chi tiết cái phần chân rễ nha, bộ rễ cực kỳ quái luôn. Cái này cũng rất là đẹp này. Thì bên đây nó có lũa nha của anh em, khu này là cái lũa thép nha, lũa này là lũa rừng, lũa từ lúc khai thác. Và tất cả các chân rễ đều sống hết nha, những chân rễ đều sống hết. Thì thật ra cái hai cái rễ này thật ra là người ta không cần của anh em, không cần hồi ta cây tạm thời trong giai đoạn còn nuôi nên thôi chúng ta cứ để cho người ta nuôi cho cây nó khỏe, nhưng thật sự là cái hai cái rễ đó chúng ta không cần. Hai cái rễ này chúng ta sau này chúng ta bỏ đi, sau này cây tương đối thành phẩm rồi chúng ta sẽ bỏ đi cái rễ đó. Bộ chân rất đẹp, chỉ cần thì tương đối
Về tổng thể thì định hình xong, giao lưu với anh em về, chúng ta có thời gian chúng ta tiếp tục hoàn thiện thêm. Những cây này chúng ta nuôi thành phẩm nó rất là giá trị của anh em. Của anh em có thời gian chúng ta nên nghiên cứu những cái cây này chúng ta nuôi. Bên sàn thi mua bán, cho nên là bên sàn thi bán với anh em. Nếu cây này chúng ta có thời gian chúng ta chăm sóc 1-2 năm nữa nó rất là giá trị nha. Đây chơi mặt này, người ta chơi mặt tiền, mặt này cũng khá hay của anh em. Mặt này người ta chơi mặt cũng khá hay. Thầy bonsai một người bên nặng tay rất là ok, đẹp, cây này rất là đẹp nha của anh em. Rồi cây này thì bên sàn thi giao lưu với anh em giá là 6 triệu nha, 6 triệu bên sàn thi bao ship, 6 triệu bao ship. Bên em quan tâm thì gọi điện trực tiếp hay kết bạn Zalo, số điện thoại bên sàn thi luôn để trên màn hình. Rồi 6 triệu bao ship. Rồi trước mắt của anh em là một cây hai châu, một cây hai châu chân rễ, cây hai châu chân rễ, hàng bonsai một người bê nặng tay, một người bê nặng tay như của anh em. Cái này là cũng khá là nghệ thuật, chỉ cần thì ok. Tuy nhiên thì cây này chưa bứt bông nữa nè, chưa bứt bứt hoa nha, chỉ cần thì quá ô quá ổn rồi. Của anh em xem tổng thể cây, những hàng trong rễ thì nó rất là duyên cây của anh em, nghệ thuật, hàng trong rễ người ta chơi cái nghệ thuật. Rồi cây này thì tôi xem thì đo một vài thông số đó, thì nó cái hàng trong rễ cho nên là thôi bây giờ đo cái thân của cái rễ đây. Như cái rễ này nó là 8 8 phần nha, 8 phần. Còn cái rễ lớn bên này thì nó 8 phần rưỡi nha, 8 phần rưỡi. Cái quành eo, quành eo tại tại điểm này nó là 20 23 23. Rồi cây này có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn là 40 44 nha. Rồi phụ tán thì 50 50. Chậu này là chậu ô vang giả xưa, ô vang giả xưa, kích thước là 40 và chiều cao chậu là 13 phân, 13 phân. Rồi cây này có cái mặt ngang, kích thước theo mặt ngang thì nó tầm khoảng 35 của em, khoảng 30 32 32. Cây này thì khá là đẹp của em, chỉ cần thì ok nha, thì là phân tán bài bản nha. Hai mặt đều đẹp, mặt phía này mặt hậu và lấy cái mặt phía kia và lấy mặt tiền, và chơi mặt này mặt tiền. Rồi quay gần hơn như của anh em xem hàng chân rễ, chân rễ này nó khá là ok này. Tất cả ba cái chân rễ xuống đều sống hết nha, chân rễ bên đây và chân rễ này, ba ba chân đều sống hết và cũng không có lỗ nha, ba chân sống ổn hết của anh em. Mà này thôi nha, rễ xuống này. Đấy, bên này cũng có rễ này, rễ xuống này, ba chân sống hết. Đấy, rất là ok bữa nay, đẹp nha. Chỉ cần thì phân tán bài bản bữa nay. Những cây này thì bên sàn thi quay kỹ xíu nha, bên em xem cho nó kỹ cây. Những cây này tương đối cao tiền thì bên em cố gắng xem kỹ. Phần báo giá thì bên sàn thi luôn báo giá ở phần cuối video từng cây, rất là ok luôn, rất đẹp luôn. Cái độ phủ của cái chân rễ từ phía bên này qua phía kia thì nó 30 nha. Cái độ kéo dài của chân rễ tại hàng là hàng chân rễ khoảng 30. Rồi, mời bên em xem tổng thể cây lần nữa, mình xem thì báo giá vô luôn. Một cái cây hải châu hàng chân rễ, cây khá đẹp. Cây này hàng sưu tầm cho bên em. Cây chơi năm nay thì nó chưa bứt hoa bữa nay, cái này cũng sang năm chúng ta chơi nha.
cơ bản ta có những cây đẹp, gốc đẹp. Vấn đề hoa thì hoa trái thì không có quan trọng lắm với em, ta chơi cốt. Hôm năm này nó không ra hoa thì qua sang năm thôi. Tất cả những cái dòng này đều là những dòng lá nhỏ hết. Rồi cây này bonsai thì giao lưu của em giá là 6,7 triệu, 6,7 triệu bonsai thì bao ship. Rồi những cây này thì nó khá là cao tiền của em, có cọc trước bonsai thì tới định nha. Thì tại phí ship nó cũng khá là lớn và cái cây nó cũng khá là nhiều tiền. Kính mời của em xem kỹ. Rồi 6,7 triệu bao ship.